Chào quý anh chị và các bạn, thì thời gian gần đây thì có rất nhiều các cái dòng máy chiếu công nghệ BioCD. Rồi sau một thời gian chúng ta sử dụng và bảo quản, thì do quá trình chúng ta sử dụng và bảo quản chúng ta làm chưa tốt cái công tác bảo quản cũng như là cách mà chúng ta sử dụng nó cũng chưa được hợp lý, cách lắp đặt chúng ta lắp đặt cũng chưa có phù hợp với tùy từng cái nhu cầu sử dụng, do đó thì nó sẽ dẫn đến một số cái tình trạng lỗi rất là đáng tiếc. Và điển hình trong đó là lỗi liên quan đến các cái tấm LCD và lỗi liên quan đến các cái kính lọc màu. Thì lỗi phần lớn ở đây là nó liên quan đến các cái tấm nền LCD do chúng ta sử dụng trong cái môi trường nhiệt độ nó không đảm bảo và nó không nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất, do đó dẫn đến các tình trạng là các cái tấm LCD nó bị xuống cấp, và cái hiện tượng mà chúng ta dễ bắt gặp nhất đó là khi mà chúng ta chiếu lên thì chữ nó bị nhòe và nó bị đổ mực màu tím như vậy. Đây là cái hình ảnh chúng ta thấy được khi chúng ta chiếu lên. Lúc ban đầu khi chúng ta mở máy lên đó, thì cái hình ảnh lên có thể nó nét bình thường, chữ nó bình thường, nó không sao, nhưng chạy tầm cỡ khoảng 5-10 phút thì nó sẽ bị. Trong một số trường hợp thì các anh chị kỹ thuật thì tự ý tháo và kiểm tra bên trong, tự ý tháo và kiểm tra các cái linh kiện bên trong. Do quá trình chúng ta tháo và chúng ta kiểm tra không có đúng theo khuyến cáo của kỹ thuật, do đó thì nó sẽ xảy ra, nó sẽ phát sinh ra một số cái vấn đề, ví dụ như chúng ta không biết chúng ta đụng vào làm hư thêm các cái kính lọc màu. Bên trong mỗi cái máy chiếu công nghệ BioCD thì nó sẽ có tối thiểu là 6 kính lọc màu, thì ba cái kính nó sẽ nằm bên trong cái khối LCD này, tương ứng với ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương, và phía bên ngoài thì nó cũng có thêm ba tấm nữa tương ứng với lại ba màu, thì tổng cộng có tất cả tới 6 kính lọc màu mà chúng ta phải lưu ý. Cho quá trình chúng ta tháo, chúng ta lau chùi, chúng ta nghĩ là do kính nó hư hoặc là nó bị dơ, chúng ta lau chùi hoặc là chúng ta đụng tay vào thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là các cái kính lọc màu nó sẽ bị hư luôn. Và ngoài cái việc mà nó bị hư, đã bị hư các tấm LCD như tôi đã nói lúc nãy rồi, thì nó chúng ta vô tình chúng ta lại làm hư thêm các cái kính lọc màu, thì dẫn đến tình trạng là chúng ta lại vừa thay LCD mà vừa thay kính lọc màu, do đó dẫn đến cái việc mà chi phí sửa chữa nó sẽ đội lên cao. Ví dụ như tôi đang mở con bên trái này, thì chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta chỉ có thể thấy được là cái con này cái nền màu xanh nó lên rất là đều, và đối với tình trạng này thì thường nó chỉ hư 3 tấm LCD thôi, hư 3 tấm LCD, và chúng ta chỉ cần thay thế 3 tấm LCD mới là chạy ok, nếu mà chúng ta không có tháo, chúng ta không kiểm tra gì bên trong nha. Tất nhiên cũng có một số trường hợp nó hư 3 tấm LCD và nó hư thêm một trong số các cái kính lọc màu do cái mức độ sử dụng của chúng ta nhiều. Rồi so với cái con bên trái này, chúng ta lại thấy một cái sự khác biệt là do các anh em kỹ thuật đó không biết và đã tháo ra thì đã đụng vào các cái kính và làm nó cháy thêm cái kính rồi đó. Cái kính này không phải là chúng ta cứ lau chúng ta cứ cứ đụng vào là được đâu nha, cái kính nó rất nhạy cảm và chúng ta phải sử dụng các cái vật liệu đặc biệt, và chúng ta cũng phải biết cách lau thì nó mới sạch được. Trong trường hợp nó có bám bụi bẩn thì chúng ta phải biết cách lau, biết cách xử lý thì nó mới sạch được, còn bình thường chúng ta chỉ cần đụng ngón tay vào thôi là nó đã hư rồi. Thì trên cái mặt kính này nó có phủ một cái lớp khá là đặc biệt, một cái lớp xử lý màu khá đặc biệt, chúng ta đụng vào là có nghĩa là chúng ta đã tác động đến cái lớp màu đó, thì dẫn đến tình trạng là các cái kính lọc màu nó sẽ bị tổn thương và nó dẫn đến tình trạng là chiếu lên nó bị sọc hoặc là nó bị mờ. Và một cái lời khuyên chân thành đó là khi mà cái máy chiếu đã bị lỗi thì chúng ta hãy kiểm tra cái hiệu lực bảo hành của cái máy trước. Nếu mà cái máy còn bảo hành thì chúng ta nhanh chóng chúng ta gửi đến các cái đơn vị có trách nhiệm bảo hành để họ bảo hành, họ đổi trả hoặc là họ thay các cái linh kiện được miễn phí cho chúng ta. Và trong trường hợp mà chúng ta hết bảo hành thì chúng ta cần lựa chọn các cái đơn vị sửa chữa uy tín để chúng ta có được một cái giá thành nó hợp lý với một chế độ sửa chữa bảo hành đảm bảo cho chúng ta. Và cảm ơn các bạn và các anh chị đã theo dõi video này. Video này tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn là khi mà các cái máy chiếu có cái dấu hiệu là nó chiếu lên nó bị sọc hình hoặc là nó bị sai màu hoặc là nó bị lem chữ, thì chúng ta có hai bước, đó là bước thứ nhất là chúng ta hãy tìm kiếm lại các cái phiếu bảo hành hoặc là xem lại các cái tem bảo hành ở đơn vị nào cung cấp, đơn vị nào bán còn bảo hành hay không, chúng ta mang đi bảo hành để đỡ tốn chi phí của chúng ta. Và trường hợp nó hết bảo hành thì chúng ta cần liên hệ các cái đơn vị uy tín để chúng ta sửa chữa, hạn chế tháo ra. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không rành về kỹ thuật thì hạn chế tối đa việc tự tháo, tự ý tháo, nó sẽ làm thêm lỗi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.